Hello, chào mừng năm cho anh em đã quay trở lại với Đấu Trường Tương Tác, một game show truyền hình thuộc bản quyền của tổ hợp truyền thông tương tác. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay gặp lại nhau, không chỉ có một mình Hoàng Nam ngồi đây đâu quý vị khán giả ơi, mà chúng ta sẽ có một người chơi, một bạn khán giả vô cùng đặc biệt mà chúng tôi đã mời được bạn này để có thể là tham gia chơi cùng với Đấu Trường Tương Tác thông qua hình thức là video call nha quý vị khán giả. Nhưng trước đó có một lưu ý mà tôi muốn nhắc nhở tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, đó là hãy nhanh tay tải app THP On cũng như là BPTV Go để có thể xem chương trình này, tham gia chơi những phần chơi tương tác để có thể dành về cho mình phần quà tiền mặt hấp dẫn. Bên cạnh đó, ngày hôm nay chương trình cũng đang được phát sóng trực tiếp trên hệ thống Facebook fanpage Đấu Trường Tương Tác của chương trình. Quý vị khán giả nào mà đang theo dõi livestream thông qua Facebook thì hãy nhanh tay tải app THP On hoặc là BPTV Go nha quý vị khán giả ơi. Đây, đó quý vị khán giả có thể thấy cái đường link livestream của chúng tôi ở trên bên cạnh màn hình này. Nhớ là xem livestream thôi chưa đủ nhá, mà phải tải app THP On hoặc là BPTV Go về thì mới có thể tham gia chơi, dành về những phần quà tiền mặt hấp dẫn tới từ Đấu Trường Tương Tác. Một vài cái lưu ý nhỏ nhỏ ban đầu chương trình như vậy thôi. Và ngay bây giờ có lẽ là tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật hãy kết nối cho tôi tới với người chơi của chúng ta ngày hôm nay. Tôi gợi ý cho quý vị khán giả là một người mà rất quen mặt nha quý vị khán giả. Tôi xin lỗi, phải nói là quen tên thì đúng hơn, chúng ta chưa được nhìn thấy mặt, rất quen tên. Và xin mời bộ phận kỹ thuật hãy nối máy giúp tôi tới bạn khán giả ngày hôm nay ạ. Bạn khán giả ngày hôm nay của chúng ta đó là bạn khán giả có tên là Trung Hiếu. Xin chào Trung Hiếu. Xin chào tất cả các bạn. Trung Hiếu ơi, Trung Hiếu có thể giới thiệu qua về bản thân của mình xem là bạn đang làm công việc gì, và một điều quan trọng này, nickname của bạn khi tham gia Đấu Trường Tương Tác hay là Triệu Phú Voucher trước đây là gì ạ? Chào chương trình nhé. Ôi mình hơi run quá, thể lần đầu tiên lên sóng chương trình. Không sao, run là chuyện bình thường thôi, nhưng mà tôi muốn biết nickname của bạn khi mà tham gia Đấu Trường Tương Tác là gì ạ? Nickname của mình hai chữ thôi. Nickname của mình là Củ Khoai. Đây nha quý vị khán giả ơi, anh chào mà có rất nhiều những bình luận vui nhộn, rất nhiều những cái comment gọi là tấu hài, hay là tôi vẫn ghi là nhiều cái comment là hay, cũng hay đá xoáy MC lắm đây này. Đó, đây chính là Củ Khoai nha quý vị khán giả ơi. Đâu rồi, Củ Khoai hãy gửi lời chào tới các bạn khán giả của THP On như là Thái Ngọc Hiệp hay là Lý Thái Sơn nào. Chào mọi người nhá. Hình như là sóng nó hơi chậm một tí nên là nó bị chậm, hơi đau một tí đấy. Chào mọi người. Mình là Củ Khoai. Nhưng mà nghe thấy nhau đúng không? Rồi Củ Khoai ơi, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở đâu? Mình đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Mình là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Tại Hải Phòng vậy thì bạn đã sử dụng nhiều những cái voucher của chúng tôi ở Hải Phòng chưa? Và chủ yếu là chúng ta sẽ dùng những cái voucher ở những cái sản phẩm như thế nào? Ăn uống hay là du lịch hay là những cái mua sắm khác? Mình là nhân viên văn phòng thì cũng không có nhiều thời gian đấy, nên đa số là mình chỉ dùng để cà phê thôi. Hiện tại thì cho tôi hỏi một chút là số chip hiện tại của bạn đang còn lại là bao nhiêu? Trước thì từ số trước ấy thì nó rơi vào tầm khoảng là 3.000, nhưng mà thấy chương trình cho đổi, mình đổi hết tiền mặt rồi. Bây giờ còn lại 161 chip, và một đại gia chip của chúng ta đây quý vị khán giả ơi. Nhưng mà anh ấy cũng đã gọi là hiến tế hết chip để dành về những cái voucher cho mình rồi. Củ Khoai thân mến, hôm nay tới với chương trình luật chơi của chúng ta sẽ có một chút thay đổi như thế này nha quý vị khán giả ơi, và Củ Khoai cũng hãy nghe rõ này. Luật chơi của chúng ta sẽ có sự thay đổi như sau quý vị khán giả ơi. Có lẽ là cho tôi xin trở lại với hình ảnh trường quay đây rồi ạ. Chương trình sẽ đưa ra 12 câu hỏi trắc nghiệm, vẫn là 12 câu hỏi nha quý vị khán giả. Thời gian trả lời là 15 giây cho mỗi câu. Lần này khán giả đạt các mốc đúng sẽ nhận quà tiền mặt, và lưu ý là các mốc của chúng ta sẽ không cần phải liên tiếp nữa nha quý vị khán giả ơi. Chúng ta sẽ tính dựa trên số câu mà quý vị khán giả có thể trả lời đúng tổng số câu bao nhiêu trong chương trình. Chúng ta sẽ có các mốc 3, 6, 9, 12. Mỗi mốc tương ứng với phần quà tiền mặt trị giá 500.000 đồng, chia đều cho những bạn khán giả có thể chinh phục được các mốc này. Đó, lưu ý là chúng ta sẽ, thí dụ như chúng ta đúng 3 câu thì không cần phải đúng 3 câu liên tiếp 1, 2, 3, mà chúng ta có thể đúng câu 1, câu 2, câu 4 vẫn được tính là mốc 3 nha quý vị khán giả ơi. Có một sự thay đổi nho nhỏ như thế để luật chơi của chúng ta có thể dễ dàng hơn một chút, có thể cho nhiều quý vị khán giả có cơ hội giành được những giải thưởng tới từ chương trình nhiều hơn nữa. Và tất nhiên rồi, mốc 12 thì chúng ta phải đúng cả 12 câu thôi, không còn cách nào khác. Vâng, quay trở lại với Củ Khoai, không hiểu là Củ Khoai đã hiểu rõ luật chơi thay đổi ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Mình hiểu rồi bạn ơi, dễ quá, hôm nay mà không phúc được giải thì chắc là có lỗi với bản thân quá.
À, vậy thì hôm nay Củ Khoai sẽ tự tin là mình sẽ chinh phục được mốc bao nhiêu của chương trình đấy ạ? Chắc chắn là không phải mốc 15 rồi, chắc chắn là trên mốc 3, mốc 15, ở dưới mốc 15. Mốc 15 mà. Dưới mốc 15, không biết là... Đấy. Chúng ta chỉ... đấy rồi, đã có sẵn tài liệu rồi, đã sẵn máy tính để có thể là nghiên cứu những cái câu hỏi của chương trình. Bên cạnh bạn có anh chị em nào ở chỗ làm đang sẵn sàng hỗ trợ không ạ? Có chứ, mình có cả một đội ngũ để hỗ trợ luôn. Thế thì tuyệt vời quá. Rồi, để mình là... quay các bạn nữ xinh gái hỗ trợ mình nhé. Xin được chào những bạn Củ Khoai giúp tôi gửi lời chào tới các bạn khán giả của... Đấu trường tương tác ngày hôm nay nhá, xin chào các bạn. Hy vọng là hãy cổ vũ hết mình cho Củ Khoai. Rồi, và Trung Hiếu hay còn có nickname là Củ Khoai, bạn đã sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên chưa? Mình sẵn sàng. Vâng, và quý vị khán giả cũng hãy sẵn sàng đi. Nhưng mà trước khi bắt đầu câu hỏi đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Vâng, Củ Khoai ơi, quý khán giả ơi, hãy sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên ngay sau đây. Thời gian 3, 2, 1. Xin mời câu hỏi đầu tiên tại đấu trường tương tác. Rồi, câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ có nội dung như thế nào đây ạ? Loại quả thịt trắng ngọt và hơi chua, hạt có màu nâu sậm là gì? Sầu riêng, chanh, măng cầu hay cam? Củ Khoai ơi, bạn đã đưa ra đáp án là gì ạ? Mình chọn đáp án là măng cầu. Sầu riêng thì nó màu vàng rồi, chanh thì là tép có nước rồi, cam cũng thế. Này, câu dễ quá, câu cho điểm. Cái câu đầu tiên mà, đúng rồi, làm sao mà có thể sai được đây. Xin chúc mừng Củ Khoai đã đúng câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Đáp án chính xác là C, mãng cầu. Và bên cạnh đó, quý vị khán giả cũng có thể thấy là đang có 71 bạn khán giả tham gia trả lời qua THPON, 31 bạn khán giả tham gia trả lời qua BPTV Go. Và một điều còn hay hơn nữa, đó là 95% quý vị khán giả đưa ra được đáp án đúng ở câu hỏi đầu tiên này. Một câu hỏi quá là dễ dàng, phải không nào? Chúng ta sẽ đi tiếp ngay câu hỏi thứ hai đây. Củ Khoai đã sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng rồi. Xin mời câu hỏi thứ hai tới từ chương trình. Câu hỏi thứ hai như sau. Loại đồ uống hot trend thời gian qua bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trà vải Vân Nam, trà sữa nướng Vân Nam, bạc xỉu Vân Nam hay bia Vân Nam? Củ Khoai đáp án mà bạn đưa ra là gì ạ? Trà sữa nướng, cái này mình uống nhiều rồi. Uống nhiều trà sữa nướng Vân Nam đúng không? Câu hỏi này thì bạn nghĩ là khó hay dễ? Câu hỏi này cũng dễ đấy. Chị em thì chắc là ai cũng uống hết rồi. Chả ai uống bia Vân Nam với cả vải Vân Nam bao giờ cả. Ở Hải Phòng thì có trà sữa nướng Vân Nam là nổi tiếng thôi. Đúng rồi, làm sao có thể sai được câu hỏi này, phải không nào? Đáp án chính xác của chúng ta là B, trà sữa nướng Vân Nam. Có 30 bạn khán giả trả lời thông qua app BPTV Go, 73 bạn khán giả tham gia qua app THPON. Và trùng hợp là số đông của chúng ta đã trả lời đúng đáp án B, trà sữa nướng Vân Nam. Rất nhanh chóng chúng ta đã đi qua hai câu hỏi đầu tiên của chương trình. Không có gì khó khăn ở những câu hỏi đầu tiên này cả. Và bên cạnh tôi đây, tôi muốn hiển thị một cái bảng tên những cái số lượng những người đang trả lời đúng cả hai câu đạt được tạm thời ở cái mốc 2 chuẩn bị bước vào mốc 3 của chúng ta. Không biết là có bao nhiêu bạn khán giả đã có thể đạt được mốc 2 qua hai câu hỏi vừa rồi. 83 người chơi tới từ THPON và BPTV Go đang có cơ hội để chinh phục được mốc 3 rất sớm của chương trình ngày hôm nay nhé. Có lẽ là trước khi tới một câu hỏi quan trọng như thế này thì cùng xem quý vị khán giả đang có những cái bình luận gì ở trên app của chương trình. Xin mời hiển thị thanh chat nốt của đối trường tương tác ạ. Có ai có muốn gửi lời gì hay là có muốn cổ động Củ Khoai không ạ? Đấy rồi, Khoai ơi cố tiến top 12 nhé. Vũ Sơn Tùng, anh Khoai nay gánh team rồi. Khoai ơi, Khoai có biết mấy bạn khán giả Thái Ngọc Hiệp hay là Vũ Sơn Tùng không? Không, mình không biết, mình chỉ biết mình chỉ biết mọi người qua app THP thôi. Chứ thực sự là mình chưa gặp mọi người ở ngoài đời. Chỉ có những bạn, bạn chơi cùng mình đấy. Bây giờ nếu mà tôi cho Khoai một cái quyền là chỉ định một bạn khán giả nào đó để tuần sau chương trình có thể video call thì bạn sẽ lựa chọn bạn khán giả nào trong những bạn khán giả mà quen mặt của chúng ta chẳng hạn? Mình rất là ấn tượng với bạn Hiệp, bạn Thái Ngọc Hiệp. Thái Ngọc Hiệp đúng không? Thái Ngọc Hiệp đâu rồi ạ? Thái Ngọc Hiệp ơi, liệu rằng Thái Ngọc Hiệp có muốn trở thành người chơi trực tiếp của chúng ta như Củ Khoai ngày hôm nay không thì hãy để lại comment cho chương trình nhá. Rồi, những cái phần giao lưu rất vui với Củ Khoai cũng như quý vị khán giả. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của ngày hôm nay. Câu hỏi thứ ba, hãy sẵn sàng Củ Khoai ơi, hãy hô to cho tôi là bạn đã sẵn sàng nào. Mình sẵn sàng rồi, câu hỏi này khó này. Xin mời hiển thị câu hỏi số 3. Có lẽ là mốc 3 nên là Củ Khoai cảm thấy nó khó thôi đúng không? Tiệm cà phê mới nhất được cập nhật trên website tương tác.thp.vn.
Tea Break, The High Out Coffee, Class Coffee and Book hay là No 1987? Củ Khoai, bạn đã đưa ra đáp án chưa ạ? Nhớ là ấn vào trên app THP On của mình nhá. Mình đưa ra đáp án rồi, câu này mình không chắc chắn lắm. Bạn lựa chọn đáp án là gì ạ? Thôi, chúng ta bàn tay vàng trong làng ấn bơ. Củ Khoai có nghe rõ tôi không ạ? Ừ, mình nghe rõ, mình chọn đáp án D bạn. Đáp án D là tiệm cà phê có tên gọi là Number 1987. Và liệu rằng đáp án của chúng ta câu hỏi này là gì? Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị ạ. Ồ, đáp án là D, 1987. Chính xác, xin được chúc mừng Củ Khoai. Câu hỏi này thì tôi thấy là rất nhiều quý vị khán giả đưa ra những cái lựa chọn khác nhau. Vậy thì bạn lựa chọn cái này là thực sự là ấn bừa thôi à? Thì không phải ai cũng là người toàn diện. Chúng ta thì đôi khi chúng ta cũng phải có nhiều sự lựa chọn mang tính may rủi. Vâng, và giống câu hỏi này xưa, thì bạn đã gặp may đúng ngày không? Xưa chúng ta thường hay thi trắc nghiệm đấy, thì thầy giáo thường bảo là cứ chọn khoảng tầm câu nào không biết cứ chọn C. Đấy, mình cũng áp dụng cái định luật đấy. À, rồi, nhưng mà dù sao thì may mắn cũng là một phần của cuộc chơi, phải không nào? Và như vậy là Củ Khoai đúng. Đã chính thức chinh phục thành công mốc 3 của chương trình ngày hôm nay. Và ngoài Củ Khoai ra, những bạn khán giả nào cũng đã chinh phục thành công mốc 3 qua 3 câu hỏi đầu tiên của chúng ta đấy ạ. Xin mời Hiển Thi. Đấy rồi, Củ Khoai đã thấy tên của mình chưa? Bên cạnh Củ Khoai thì còn Thành Thanh Hằng, Trần Duy Thuận, Mai Nguyễn, Nguyễn Đức Huỳnh, Nguyễn Tiến Đạt. Mỗi bạn đang tạm thời, đang chắc chắn có cho mình 26.315 đồng. Tuy nhiên số tiền này có thể còn thay đổi nếu như những câu hỏi sau có thêm những bạn khán giả nữa cũng chinh phục được thành công mốc 3 của chương trình. Rồi, quay trở lại với trường quay. Rất thuận lợi vượt qua 3 câu hỏi đầu tiên rồi. Củ Khoai đã sẵn sàng cho câu hỏi thứ tư chưa? Ủa, mình sẵn sàng rồi. Ủa, hộp quá. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ tư của chương trình. Hãy để cho tôi cái khung hình như vừa nãy được không ạ? Tôi cũng muốn xem cái cảm xúc của Củ Khoai. Xin mời câu hỏi thứ tư ạ. Đâu là tên một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước, Trân Thành, Quảng Yên, Mỹ Hào hay là Vĩnh Thạnh? Quý vị khán giả ơi, ai đã đưa ra những đáp án như thế nào rồi? Đây, Củ Khoai, đáp án của bạn ở câu hỏi này là gì ạ? Lựa chọn của bạn ở câu hỏi này là gì? Nào, hay là đang nhờ ban tư vấn hỗ trợ ở bên cạnh? Hết thời gian rồi, Củ Khoai ơi, bạn đã đưa ra đáp án chưa? Có lẽ là anh chàng Củ Khoai của chúng ta đang... đang trao đổi với cả tổ tư vấn. Và đáp án ở câu hỏi này là gì ạ? Xin mời một phần kỹ thuật hiển thị. D, Trân Thành, quý vị khán giả ơi, không thể sai được. Quảng Yên là một cái thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam. Mỹ Hào thì thuộc Hưng Yên nữa, tôi nhớ không nhầm. Đó. Rồi, Củ Khoai ơi, đáp án bạn lựa chọn ở câu hỏi vừa rồi là gì ạ? Có phải là A không? Mình chọn Mỹ Hào. À, như vậy là chúng ta đã sai một câu rồi. Nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội để bạn có thể chinh phục mốc 6 ở những câu hỏi tiếp theo của chương trình nhé. Nên nhớ là chúng ta không cần phải liên tiếp mà, chỉ cần đúng số câu thỏa mãn được các mốc của chương trình là đã có thể có tiền rồi. Nên là mới chỉ có sai một câu thôi, chưa có vấn đề gì. Hãy cố gắng tiếp tục ở những câu sau. Và qua câu hỏi thứ tư vừa rồi, cũng không biết là có bao nhiêu bạn khán giả mới đã chinh phục được thêm mốc 3 của chúng tôi đấy ạ. Xin mời một phần kỹ thuật hiển thị. Rồi, khá nhiều nha, đã có thêm tới bao nhiêu ta? 41 bạn khán giả phải không nào? 41 bạn khán giả, vừa nãy có 19, bây giờ 41 người nữa chinh phục thành công mốc 3 của chúng tôi. Chắc chắn đã có phần quà tiền mặt tới từ chương trình rồi. Đang có 26 bạn khán giả ở mốc 2 và 13 bạn khán giả đang ở mốc 4. Nên nhớ đây là hiển thị mốc cao nhất mà quý vị khán giả đạt được ở chương trình nha. Rồi, quay trở lại câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 5. Xin mời, Củ Khoai hãy sẵn sàng. Câu số 5 có nội dung như sau. Cách chế biến món ăn thường thực hiện ngoài trời bằng cách hun khói trên than hoặc là gỗ, xào, chiên, hầm, nướng. Củ Khoai, đáp án bạn đưa ra là gì ạ? Mình chọn nướng. Ôi, cái này dễ rồi. Nướng. Cái này dễ đúng không? Không khó. Và thời gian trả lời của chúng ta đã hết. Đáp án chính xác như Củ Khoai vừa đưa ra là món nướng nha quý vị khán giả ơi. Đáp án chính xác là món nướng. 97% quý vị khán giả trả lời đúng, không có nghi ngờ gì phải không nào? Câu hỏi quá dễ. Rồi, chúng ta sẽ đi qua câu hỏi thứ 5. Trước khi tới câu hỏi thứ 6 thì không biết là bao nhiêu bạn khán giả đang ở mốc 5 rồi ạ. Tôi muốn bộ phận kỹ thuật hiển thị cho tôi thông số này. Bao nhiêu bạn khán giả đang ở câu hỏi số 5? Rồi, 13 bạn khán giả ở câu hỏi số 5. Những bạn khán giả vừa rồi mốc 3 thì đã đi tiếp lên mốc 4 rồi nha quý vị khán giả ơi. Và Củ Khoai đã sẵn sàng cho câu hỏi số 6 chưa? Câu hỏi số 6 có nội dung như sau, xin mời. Voucher giá trị cao nhất tại Yaki Nướng và Bia
thành phố Bình Phước có giá là bao nhiêu? 100, 300, 500 hay 600 nghìn đồng? Nào, Củ Khoai và ban tư vấn, liệu rằng chúng ta sẽ đưa ra đáp án gì ở câu hỏi này đây ạ? Có đáp án cho Củ Khoai chưa? Đáp án đưa ra là gì? Hay là chúng ta chưa trả lời được câu này? Mình chọn 500 ăn 500. Hơi nhiều. Có vẻ như chúng ta chưa không có thông tin về gì về câu hỏi này, hoặc là chưa kịp nhớ ra, phải không nào? Đáp án chính xác ở câu hỏi này đó chính là B, 300.000 đồng nha quý vị khán giả ơi. Voucher giá trị cao nhất tại Yaki Nướng và Bia Bình Phước có giá là 300.000 đồng. Và vừa rồi thì ở hai câu trước chúng tôi cũng hỏi những cái câu liên quan đến thị xã Trơn Thành hay là cái món nướng. Thì Yaki Nướng và Bia là một cái quán đồ nướng có địa chỉ tại tổ 9B Ngô Gia Tự, đường số 3, khu phố 2, Hưng Long, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ở đây thì là một cái cửa tiệm chuyên nướng với các món nướng được tẩm ướp theo công thức độc quyền. Menu thì vô cùng phong phú và đa dạng, và cái menu của họ cũng được thay đổi theo ngày. Đó là một cái địa chỉ mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả qua những câu hỏi vừa rồi trên website tương tác.baobinhphuoc.com.vn. Chúng ta đã kết thúc câu hỏi số 6 của chương trình, và tôi muốn xem những ai đã chinh phục thành công mốc 6 ở 6 câu hỏi đầu tiên ạ. Có 10 bạn khán giả, và cụ thể những tên của bạn khán giả này là ai đây ạ? Rất xuất sắc nha quý vị khán giả ơi. Như thế này là trả lời đúng 6 câu liền đây này mới chinh phục được mốc 6. Nhanh như thế này. Mốc 6 chúng ta đã có 10 bạn khán giả chinh phục thành công, chắc chắn đã có tiền từ mốc này. Tuy nhiên số tiền sẽ còn thay đổi gì do số lượng người chơi đạt từ mốc 6 có thể sẽ tăng nữa nha. Chúng ta có những cái tên như Vũ Sơn Tùng, Mai Nguyễn, Trần Hạ Nhiên, Nguyễn Thị Bích. Mỗi bạn đang tạm thời sở hữu 50.000 đồng tiền mặt của chương trình. Bên cạnh đó, mốc 3 của chúng ta cũng đã có 98 bạn khán giả chinh phục thành công. Mỗi bạn đang có cho mình 5.102 đồng. Trong đó có Củ Khoai, người chơi trực tiếp của chúng ta ngày hôm nay. Quay trở lại với trường quay. Rồi, đã sẵn sàng cho câu hỏi số 7 chưa Củ Khoai ơi? Chúng ta đúng 4 câu rồi đúng không nào? Đúng 2 câu nữa thôi là sẽ chinh phục được mốc 6 nha. Đã sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng rồi. Câu hỏi số 7 có nội dung như sau, xin mời. Tiêu chuẩn bạc sterling có độ tinh xảo tối thiểu là bao nhiêu? 999, 950, 925 hay là 900? Nào, ban tư vấn của Củ Khoai đâu rồi? Hãy hoạt động hết công suất đi ạ. Bao nhiêu? Thời gian không còn nhiều. Đáp án Củ Khoai đưa ra là bao nhiêu ạ? 925. 925, chọn chưa? Đã chọn ở trên app chưa? Chọn rồi, chọn rồi. Rồi, chúng ta đã có sự trợ giúp rồi thì tôi nghĩ là câu này phải chúc mừng Củ Khoai đã chinh phục thành công câu hỏi số 7 này. Đáp án chính xác là 925. Quý khán giả thân mến, bạc sterling hay còn có chính là tên gọi là bạc 925 đó quý vị khán giả ơi. Thì cái tên của cái loại bạc này thì theo quy ước quốc tế thì người ta gọi cái tên đó là bạc sterling, có cái độ tinh xảo tối thiểu là 925. Như chúng ta đã biết thì bạc là một kim loại rất là dẻo. Nếu như là bạc nguyên chất thì chúng ta không thể nào mà chúng ta rèn nó thành những cái nguyên liệu trang sức như mà chúng ta đang sử dụng được. Do vậy là bạc phải pha thêm cùng với những cái loại kim loại khác nhau để tạo thành một cái hợp kim nó cứng hơn để chúng ta có thể uốn hay là tạo hình thành những cái trang sức khác nhau. Đó, và bạc sterling thì có độ bạc tinh xảo tối thiểu là 925. Chúc mừng Củ Khoai, chỉ còn một câu hỏi nữa thôi. Trả lời đúng Củ Khoai sẽ chinh phục mốc 6 của chương trình. Bạn đang cảm thấy như thế nào trước câu hỏi tiếp theo này? Một câu hỏi rất quan trọng. Mình cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà nếu không trả lời câu tiếp theo thì mình lại trả lời đúng câu tiếp theo nữa thì mình cũng thấy bình thường, không gây cấn bằng đợt trước. Đó là một cái nhận xét của người chơi trực tiếp của chúng ta về luật chơi thay đổi của chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ ghi nhận những cái ý kiến của Khoai, nhưng mà chưa biết đâu nhá Củ Khoai ơi. Vẫn còn một chặng đường ở phía trước, chưa biết được rằng đến cuối liệu rằng sự gay cấn nó sẽ đẩy chúng ta đi tới đâu đâu. Xin em ơi, hiển thị câu hỏi số 8 của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi số 8 có nội dung như sau. Hãy nghe kỹ và để ý này Củ Khoai ơi. Bạc là nguyên tố có tính chấm 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 cao nhất trong bất kỳ nguyên tố nào, dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo hay là cả ba đáp án trên. Một câu hỏi có chủ đề liên quan đến hóa học. Vẫn là những câu hỏi liên quan đến bạc. Và đáp án Củ Khoai đưa ra là gì? Mình đoán là dẫn nhiệt. Bạn đã chọn đáp án gì ạ? Dẫn nhiệt. Dẫn nhiệt, bạn đã chọn rồi đúng không? Ừ, mình chọn rồi. Với lựa chọn dẫn nhiệt, tôi xin công bố là Củ Khoai sẽ phải chờ thêm trước khi chúng ta có thể chinh phục được mốc 6. Đáp án chính xác của chúng ta phải là A, dẫn điện cơ. Dẫn điện nhá Củ Khoai, có một vài cái sự nhầm lẫn đây này. Dẫn nhiệt là bạc là có nguyên tố có tính dẫn điện cao nhất trong tất cả các kim loại. Còn đây chúng tôi hỏi là bất kỳ nguyên tố nào đó, tức là mở rộng hơn một chút, thì bạc là nguyên tố có tính dẫn điện cao nhất trong bảng tuần hóa học của chúng ta.
Bên cạnh đó thì dẻo thì là vàng thì mới là cái kim loại dẻo nhất cơ. Còn cả ba đáp án trên là đáp án mà chương trình đưa ra để gây nhiễu thôi. Rồi, chúng ta đã kết thúc câu hỏi số 8. Không biết là hiện thời thì đang có số lượng người chơi đạt các mốc của chương trình là bao nhiêu ạ? Xin mời hiển thị. Tôi muốn xem số lượng người đang ở các mốc của chương trình. Không biết là có ai qua câu 8 rồi. Có bao nhiêu bạn khán giả đang tiệm cận? Oh, có ba bạn khán giả đã có thể tiệm cận với mốc 9 ở ngay câu hỏi số 9 rồi. Ba bạn khán giả nào mà siêu thế không biết. Trả lời như thế này là đúng 8 câu liên tiếp rồi đấy. Rất xuất sắc. Rồi, chúng ta sẽ tới với câu hỏi số 9 ngay sau đây. Củ khoai đã sẵn sàng chưa? Rồi. Đã sẵn sàng rồi phải không nào? Và thời gian 3, 2, 1. Xin mời câu hỏi số 9. Làm lại câu hỏi này nhé Khoai ơi. Thương hiệu vàng Tuyến Thủy Hải Phòng ra đời từ năm nào? 2004, 2005, 2006 hay 2007? Vậy... Lại một câu hỏi liên quan đến một cái thương hiệu đã có mặt trên website tương tác.tp.vn. Đáp án bạn đưa ra là gì ạ? Mình thấy số 6 nó đẹp nên mình chọn là C206. 206. 64 bạn khán giả đưa ra đáp án qua THPON, 32 người đưa ra đáp án qua PTVGO. Quý vị khán giả thân mến và đặc biệt là củ khoai, với lựa chọn đáp án C, củ khoai đạt được mốc 6 ở những câu hỏi tiếp theo cơ. Đáp án chính xác của chúng ta phải là D, 2007. Vậy là cơ hội để củ khoai chinh phục được mốc 6 sẽ nằm ở 3 câu hỏi cuối cùng của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, Vàng Tuyến Thủy là một cái cửa hàng có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng, chuyên bán những cái loại trang sức vàng, bạc, đá quý. Và hiện tại trên website tương tác.thp.vn có chiếc voucher giảm giá 200.000 đồng khi quý vị khán giả mua những cái trang sức bằng bạc tại cửa hàng Tuyến Thủy này. Họ đã có cái thâm niên từ năm 2007 rồi, tức là đến nay là đã được 17 năm có mặt trên thị trường vàng bạc rồi, nên là đảm bảo uy tín nha quý vị khán giả ơi. Rồi, kết thúc câu hỏi số 9 vừa rồi thì hãy cho tôi xem liệu ba bạn khán giả ở mốc 8 vừa nãy có chinh phục thành công mốc 9 ở câu hỏi vừa rồi không ạ? Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị giúp tôi ạ. Đấy rồi. Ồ, như vậy là rất tiếc cả ba bạn khán giả vừa nãy đã chưa thể trả lời đúng để đạt được mốc 9 qua câu hỏi số 9 vừa rồi. Hiện tại thì mốc 3 đang có thêm người rồi, đang có 106 bạn khán giả chinh phục được mốc 3 của chúng ta. Mỗi bạn đang có cho mình 4.716 đồng. Mốc 6 cũng đã tăng lên, đã có 41 bạn khán giả chinh phục thành công. Mỗi bạn đang có cho mình 12.195 đồng. Và củ khoai, cơ hội để bạn đạt được mốc 6. Mình sẵn sàng rồi bạn ơi. Ok, chuyển mình thôi, đã nghe rồi. Thấy củ khoai rồi. Và xin mời câu hỏi số 10, hãy tập trung chú ý này. Hy vọng là củ khoai có thể trả lời được một câu hỏi mà liên quan đến lĩnh vực thể thao. Câu hỏi số 10 sẽ có nội dung như sau. Ai đang giữ vị trí số 2 thế giới môn bia ba băng? Cho Myung-gu, Bao Phương Vinh, Jasper Dick hay là Trần Quyết Chiến? Thắng. Trong đây có hai cơ thủ của Việt Nam là Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến. Nên nhớ là bộ môn bia ba băng nhá. Chúng ta bia có rất nhiều các bộ môn khác nhau. Đáp án mà củ khoai lựa chọn là gì ạ? Mình chọn là Trần Quyết Chiến. Đáp án D phải không ạ? Hình như là bộ phận ekip lại bảo là Bao Phương Vinh nên là lại tạch được. À. Tại sao mà chúng ta phải tự ti như thế à Khoai ơi? Hãy dành một tràng pháo tay cho củ khoai đã chinh phục thành công mốc 6 ở câu hỏi này. Đáp án đó chính là Trần Quyết Chiến như bạn lựa chọn. Cho Myung-gu là vị trí số 1, Bao Phương Vinh đang ở vị trí thứ 8, Jasper Dick là người ở vị trí đằng sau Trần Quyết Chiến. Lựa chọn chính xác của chúng ta là Trần Quyết Chiến với 53%. Quý vị khán giả trả lời đúng, xin chúc mừng củ khoai đã chinh phục được mốc 6 của đấu trường tương tác hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn đi nào củ khoai ơi. Củ khoai và ban cố vấn anh có một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những công sức của chúng ta từ đầu chương trình đến giờ. Rồi, câu hỏi thứ 10 đã qua đi. Bạn đã sẵn sàng cho câu hỏi số 11 chưa? Mình sẵn sàng rồi. Uống một hộp nước đi, cũng được, không sao cả. Chúng ta hãy cứ thoải mái thôi, không có vấn đề gì phải lăn tăn cả. Đây là một nơi để chúng ta có thể chơi, chúng ta có thể giải trí, để có thể sau những giờ làm việc hay là những cái lúc bận bịu trong cuộc sống có thể tới với đấu trường tương tác chúng ta tham gia chơi và đặc biệt là dành về cho mình những phần quà tiền mặt hấp dẫn. Và quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình thông qua livestream của chúng tôi ở trên Facebook thì hãy nhanh tay tải app THPON hoặc là BPTV Go để tham gia chơi dành những phần quà tiền mặt hấp dẫn. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi số 11. Xin mời.
Câu hỏi số 11 có nội dung như sau: bia xuất hiện tại Việt Nam vào thời kỳ nào? Thời phong kiến, thời Pháp thuộc, kháng chiến chống Mỹ hay thời bao cấp? Củ khoai. Nào, ban cố vấn làm việc đến đâu rồi? Pháp. Mình đoán là thời Pháp. Và cái này chắc là bạn. Thời Pháp đấy. Đáp án cuối cùng của bạn là thời Pháp. B. Không thay đổi được nữa rồi đúng không ạ? Và đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này, không thể sai được, đáp án chính xác là thời Pháp thuộc nha quý vị khán giả ơi. Đáp án B chính xác. Xin được chúc mừng củ khoai và những bạn khán giả đã trả lời đúng ở câu hỏi này. Đó, bia thì xuất hiện, thực ra thì không có một cái thời gian cụ thể nào cả, nhưng từ thời Pháp thuộc thì bộ môn bia ở Việt Nam đã có người chơi rồi nha quý vị khán giả. Người Pháp là người mang cái bộ môn bia này tới với Việt Nam vào cái thời kỳ mà đô hộ đất nước ta ở những cái thế kỷ trước. Rồi, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc đấu trường tương tác ngày hôm nay. Củ khoai thì đã đúng 7 câu rồi. Rất tiếc là không có cơ hội để có thể chinh phục mốc 9. Giá như chúng ta có thể đúng thêm một câu nữa đúng không ạ? Giá như ở những cái câu mà chúng ta sai, có một câu nào đó đúng thôi, thì có phải là bây giờ là một cái câu hỏi rất là quan trọng không? Nhưng mà không sao, dù sao thì mốc 6 cũng là một mốc mà không phải là dễ đối với những câu hỏi ngày hôm nay đâu. Tôi thấy là như vậy, những câu hỏi ngày hôm nay có những câu hỏi liên quan tới quán ở trên website của chương trình. Thì không biết là củ khoai cảm thấy như thế nào? Câu hỏi hôm nay là hơi khó đối với mình. Nhưng mà nói chung là chơi vui là chính, quà là chủ yếu. Nên là không sao cả, thua keo này thì tuần sau ta bù keo khác. Rồi, tôi rất thích tinh thần của củ khoai. Và hãy sẵn sàng cho câu hỏi cuối cùng nhé. Củ khoai ơi, hãy tham gia nào, hãy tham gia chinh phục nốt câu hỏi cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời hiển thị câu hỏi số 12. Voucher giảm 50.000 tại Bia Club 89 Bình Phước áp dụng cho hóa đơn bao nhiêu? 75, 100, 150 hay tất cả hóa đơn? Những câu hỏi liên quan đến Bia ở trước. Và đây là một cái quán Bia mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị khán giả. Bia Club 89 Club là một quán Bia tại Đồng Xoài rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đáp án của khoai đưa ra là gì ạ? Mình chọn là tất cả các hóa đơn. Tất cả các hóa đơn. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó là A, 75.000 đồng. Voucher giảm giá 50.000 đồng tại cái cửa tiệm này áp dụng cho hóa đơn trị giá 75.000 đồng thôi. Một mức giá rất dễ chịu để chúng ta có thể tham gia trải nghiệm. Tiếc rằng là củ khoai lại ở Hải Phòng, hơi xa một chút so với Bình Phước phải không nào? Không biết là công việc hiện tại của khoai có thường xuyên phải đi công tác hay là đi tỉnh không? Không, mình làm văn phòng thì việc chủ yếu của mình là ngồi ở văn phòng thôi. Nhưng mà không sao, với cái kho voucher của chúng tôi ở Hải Phòng thì củ khoai tha hồ mà đổi thoải mái đi. Có khi đổi xà láng vẫn chưa hết những cái voucher tới từ chương trình. Rồi, như vậy là chúng ta đã trải qua 12 câu hỏi của đấu trường tương tác ngày hôm nay. Và tôi muốn mời củ khoai cũng như quý vị khán giả chiêm ngưỡng bảng xếp hạng của chúng ta, xem là những ai đã chinh phục thành công mốc 9 và đặc biệt là mốc 12 không nhá. Nhưng mà hình như là không có ai mốc 12 rồi, chỉ có mốc 9 thôi. Bởi vì là, đúng rồi, đúng như tôi đã đưa ra dự đoán rồi, chúng ta có 11 bạn khán giả xuất sắc cán mốc 9 của chương trình. Mỗi bạn có cho mình phần quà tổng giá trị lên tới 55.000 đồng, hơn 55.000 đồng. Số lẻ thì tôi có lẽ tôi chưa kịp cộng, quý vị khán giả ơi. Những bạn khán giả chinh phục thành công mốc 9 ngày hôm nay, tôi sẽ đọc tên, đó là Nhi Phương, Hải Lê, Lê Hoàng Gia Bảo, Phương Nguyễn, Vương Điền, Quang Tùng, Trọng, Mai Nguyễn, Sumo, Vũ Sơn Bắc và cuối cùng là Vũ Sơn Tùng. Củ khoai chinh phục thành công mốc 3 và mốc 6 có tổng giá trị giải thưởng hơn 10.000 đồng. Và hãy cho tôi xem bảng xếp hạng những ai giành được nhiều phần quà nhất tại đấu trường tương tác ngày hôm nay đi ạ. Rồi, xin chúc mừng Vũ Sơn Tùng, Mai Nguyễn, Sumo, Sơn Bắc, Nhi Phương, Hải Lê, Lê Hoàng Gia Bảo, Phương Nguyễn, Vương Điền, Quang Tùng và Trọng, mỗi người dành cho mình 56.749 đồng. Củ khoai của chúng ta thì chinh phục mốc 3, mốc 6 giành được 11.295 đồng. Rồi, quay trở lại với trường quay. Củ khoai ơi, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì bạn có thể nêu cảm xúc của mình sau cái buổi chơi ngày hôm nay không ạ? Mình cảm thấy rất là vui. Ekip chương trình thay đổi liên tục để cho mọi người có sân chơi vui vẻ. Nói chung là để mà tạo ra cái chương trình để mà cho mọi người có cái sân chơi vừa có tiền vừa trải nghiệm thêm được nhiều kiến thức thì rất là cảm ơn chương trình nhiều. Mình cũng mong muốn là chương trình mời thêm rất nhiều khán giả nữa để tạo bầu không khí cho mọi người như là mình hoặc là như là bạn Hiệp hoặc là bạn Tùng, người chơi rất là giỏi luôn.
Vâng, chắc chắn rồi, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục liên hệ với những bạn khán giả của chương trình để mời tới như Củ Khoa ngày hôm nay tham gia chơi trực tiếp với chương trình. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, Củ Khoa ơi, hãy gửi một lời chào tới anh em, 500 anh em THP On cũng như là BPTV Go nào. Chào tất cả mọi người nhé, chúc mọi người được thật là nhiều giải. Vâng, cảm ơn Củ Khoa đã nhận lời tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Chúc mừng bạn đã giành được giải thưởng mốc 3 và mốc 6 của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, thời lượng của đấu trường tương tác ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Nhớ tải app THP On và BTPP Go để không bỏ lỡ những phần chơi tương tác, những phần quà tiền mặt giá trị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.